bà này chồng cũng bỏ rồi, giờ con gái bà cũng bị chồng bỏ nữa đó, chồng bỏ anh bỏ mặn bỏ nuôi hơi rồi bà bốn người đang ăn đó. Dạ rất là đáng thương là mọi người, tại vì bây giờ thấy cái hoàn cảnh chỉ có bà ngoại đi bán rau thôi, một ngày lời được khoảng 100-200 ngàn mà phải nuôi tới 4 nhân sự, 1, 2, 3, 4, tức là nuôi 4 người. Còn ba của hai em bé này thì đã không có cái trách nhiệm để mà lo cho con nữa rồi. Bây giờ cái hoàn cảnh rất là khó khăn ha. Bây giờ có thậm chí là có những cái hôm mà không có tiền đó là hai bé này nè phải là nấu cái nước cơm lên để mà ăn, để mà uống, tại vì không có sữa để sử dụng. Thế bây giờ em hỏi chị Yến nha, bây giờ là cái tình hình là nó quá là khó khăn rồi đúng không? Bây giờ em muốn xin cái em bé này về em nuôi. Đây mọi người coi chân chị ấy nè. Đó. Bên này nữa. Mà không chỉ chân đâu mọi người, mà toàn bộ cái cơ thể đều bị. Đó mọi người thấy cái chân không? Nó bị rất là nhiều nè. Sẵn mình quay lên như vậy á, nếu như mà quý vị khán giả nào mà biết có một cái phương thuốc nào á để mà có thể là chữa trị được cho chị ấy á, thì có thể là nhắn tin cho Quốc Chiến. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Quốc Chiến Channel nha. Mấy hôm trước thì Quốc Chiến có đăng tải câu chuyện của hai bé bột mì và bột gạo mọi người. Thì mình gặp hai bé ở bệnh viện Nhi Đồng 1. Thì lúc đó là hai bé đang đi khám mắt đó mọi người. Về cái trường hợp này thì mẹ của hai bé thì cuộc sống là từ nhỏ bị bệnh và không có được bình thường cho lắm. Thì bị một nam thanh niên ở Kiên Giang, hòn đất Kiên Giang, dụ dỗ về quê sinh sống. Sau đó thì chị này hạ sanh hai bé sinh đôi. Thì trong cái quá trình mà có bầu thì cái chàng thanh niên này đã chối bỏ trách nhiệm. Tức là trước đó cái người này đã dụ chị này về quê rút hết bảo hiểm xã hội ra. Nói chung là không có lấy hết tiền của người ta, mượn hết tiền của người ta không có trả. Sau đó thì không có chăm sóc cho mấy mẹ con. Thì chị này sau khi mà mang bầu thì phải về nhà của mẹ đẻ để mà nhờ mẹ cưu mang. Thì sau đó là hạ sanh được hai em bé, nhưng mà sanh non rất là cực luôn mọi người. Sanh ra chỉ có được hơn 1 kg thôi, tức là nhỏ như một cái con cá lóc vậy á. Đó là cái lời của mẹ của bé chia sẻ. Và sau đó thì người mẹ này mới đưa về để mà bệnh viện để mà chăm sóc chữa trị. Thì sau một cái thời gian khoảng 2-3 tháng nay thì đã đỡ nhiều rồi. Và hôm nay thì cũng Chiến ghé qua tận nơi ở Nhân Trạch, Đồng Nai để mà ghé thăm hai bé lại nha. Thì hôm nay là mình đang đứng ngay khu chợ đó. Thì mọi người thấy phía kia có hai em bé không? Hai em bé rất là dễ thương ha. Đang đi ra ngoài chợ để mà bán cùng với là bà ngoại. Đây là cái chỗ mà sạp trứng của chị ấy đó mọi người. Có rau rồi trứng này kia, bán đủ thứ luôn. Rồi, hai em bé đang uống sữa rất là ngon luôn. Có bao giờ mọi người thấy rằng là cái cảnh mà hai em bé nhỏ xíu không? Cùng với lại mẹ với lại bà đi ra ngoài chợ để bán không? Rồi, chào cô nha. Ở đây là bây giờ là hai bé cũng lớn nhiều rồi ha. Nay là bé nào được mà bao nhiêu ký rồi? Bé nó được 3 ký rồi em, bé này được 2 ký 7 à. Dạ, yeah, là bé này là bé em. Bé em là bé gạo đúng không? Bé gạo. Bé bột gạo là được 2 ký 7 rồi mọi người. Đó, nhìn uống sữa thấy ngon không? Còn bên này đó là bé bột mì. Uống sữa thấy ngon không? Bé là bé chị mọi người. Là lớn hơn 300 gram là được 3 ký. Mỗi ngày á, thì cái lịch ăn uống của mấy bé như thế nào chị ha? 3 tiếng đi 4 tiếng em. Nếu bé nó bú 80-85 thì 4 tiếng mới dậy. Là ngủ một phát là 3-4 tiếng luôn á. Ngủ chiều dữ vậy ha. Thường là mình thấy là em bé mà ngủ khoảng 1 tiếng rưỡi là dậy rồi, rồi đòi uống tiếp. Em bé bú ít thì 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi em nó dậy. Nhưng mà nó bú 80-85 nó no là nó ngủ một giấc khoảng 4 tiếng hoặc 3 tiếng nó dậy nó bú nữa. Là một ngày cũng phải uống tầm khoảng 6-7 lần ha. Bữa sữa em gửi thì còn uống hết chưa? Bữa sữa em gửi là còn hộp, tại bữa ở nhà là chị còn mới mua hộp sữa 900 gram á. Vậy là một tháng là tầm khoảng là bây giờ là các bé uống khoảng 4 hộp sữa mọi người. Ở đây thì một cái sạp hàng, ở đây thì chị thuê được cái khung ở giữa thôi nha mọi người. Khung sắt này chứ tới khung bên này. Thì chủ yếu là mình bán trứng gà, trứng vịt nè. Với lại bán một số loại rau. Cái này là bông súng nè, cái này là bông
bông gì quên mất, bèo kèo nèo nè. Bên này á thì nghe mấy cô hàng xóm nói là không phải của chị ấy, là bán giùm thôi. Bán giùm vậy rồi có được chia lãi không chị? Không. À là mình chỉ bán giùm thôi đúng không? Bán giùm ta thôi, tại vì người ta có công chuyện nó ta gửi mình bán giùm được. Khi nào mình có công chuyện mình lại gửi lại người ta. À coi như là hỗ trợ qua lại lẫn nhau. Một ngày mình bán vậy á thì lời lãi được nhiêu chị? Chừng trăm rưỡi. Trăm rưỡi. Trời, ít vậy luôn hả chị hả? Thì có khi bán được, có khi không có bán được là không có lời luôn. À tùy ngày nữa. À. Đây mọi người coi này, bán là trứng gà, trứng vịt, rau củ quả, có mấy cái thứ nhỏ nhỏ vậy đó. Sao mày không có lấy thêm về mình bán vậy ha, là trái cây hay gì đó? Ở đây trái cây cũng có người bán nhiều lắm hả em? À tức là người ta bán hết rồi đúng không? Ừ. Cái nào mà người ta chưa bán thì mình mới bán thôi. Bây giờ mình thấy là một tháng gì ấy mà nếu mà bán giỏi lắm là được khoảng 4-5 triệu. Nhưng mà chi phí mặt bằng đây là bao nhiêu chị ha? 600 ngàn. Rồi phòng trọ bao nhiêu? Phòng trọ 1.3 triệu. 1.3 triệu thêm điện nước rồi chắc 1.5 triệu. Ừ. Là còn dư đúng 1 triệu đó. Đúng không? Ví dụ như mà lỡ như mà bán bua mà nó kém quá, không có đủ tiền để mà cho mấy chị uống sữa thì phải làm sao? À chị phải mượn nợ. Mượn nợ hả? Bây giờ chị có mượn chưa? À chị hiện tại là bây giờ chị thiếu 8 triệu đó. Mỗi thiếu một 8 ngày triệu. Là chị phải góp cho người ta mấy trăm ngàn đó. À đây không có hơi căng nha. Ví dụ như mà là giả sử như mày không còn tiền nữa để cho mấy bé uống sữa thì phải làm sao? Thì chị cho nó uống nước cơm. Uống nước cơm hả? Bây giờ có uống nước cơm lần nào chưa? Có rồi. Hôm bữa Tết về đó không có sữa cho uống nước cơm rồi. Trời ơi, uống nước cơm á. Có những cái lúc mà không còn tiền nữa thì hai em bé này phải uống nước gạo. Tức là uống nước gạo thì có chịu uống không chị? Uống em. Đó là cái nước cơm đó, mình nấu ra xong mình chắc cái nước ra. Không, cho chị lấy gạo á, chị nấu cháo nhuyễn ra luôn, cái chị bỏ tí đường phèn vô. À là cũng chịu luôn. Uống luôn. Đây mọi người, nhờ sữa của bữa mà mình gửi đó, mấy bé uống là bây giờ là cũng đỡ hơn rất là nhiều rồi nè. Mặt cũng bù bẩm ra chút xíu, nhưng mà mắt này em thấy hình như là hơi bị kèn đó. Mắt em nó chưa được khỏe, nó còn kèn. Mình phải lấy nước muối mình lau thường xuyên cho bé. Có nước muối nhỏ mắt đó, nhưng mà mình phải đi theo dõi mắt. Các em là bác sĩ hẹn bao nhiêu ngày là mình phải lên mình lấy khám lại. Giả sử như mà bây giờ không có ai giúp sữa nữa là vài bữa là em bé là phải uống uống nước cơm. Nước cơm lại đó. Dạ. Thì như ở đây ở hàng xóm có người giúp đỡ như cho 100-200 thì chị gom chị mua được sữa, thì chị mua còn không có thì uống nước cơm tiếp. À, hàng xóm đỡ đần mà cho được cái gì thì mình dùng cái đó, còn không thì phải uống nước sữa. Bên này á là bé này là bé chị nè mọi người. Bé uống sữa không? Bé này đỡ ghèn mắt hơn nè. À bé đó nó khỏe mắt hơn em. Bé đó nó mổ trước. Dạ. Là ngày 22 sắp tới là hai bé lại đi khám mọi người. Mỗi lần đi khám như vậy á là chỉ riêng tiền xe thôi là cũng đã hết 500 ngàn rồi. 560. 560. Thêm tiền khám nữa là cũng hết 1.000.000 mọi người. Mỗi lần đi như vậy là rất là tốn kém, mà một tháng là phải đi một lần. 3 tuần đi một lần. Đó là chưa kể là mẹ của bé là sức khỏe cũng không có được tốt. Bây giờ là chỉ riêng cái bệnh ngoài da thôi á là đã rất là nguy hiểm rồi. Em xin phép vén cái chân chị lên cho mọi người thấy được không? Đây, đây mọi người coi chân chị ấy nè. Đó. Bên này nữa. Mà không chỉ chân đâu mọi người, mà toàn bộ cái cơ thể đều bị. Đó mọi người thấy cái chân không? Nó bị rất là nhiều nè. Sẵn mình quay lên như vậy á, nếu như mà quý vị khán giả nào mà biết có một cái phương thuốc nào á để mà có thể là chữa trị được cho chị ấy á, thì có thể là nhắn tin cho Quốc Chiến hoặc là chia sẻ với Quốc Chiến để mà Quốc Chiến nói với chị này thử lại nha mọi người coi này. Ngứa nhiều không chị? Ngứa à? Nói hồi xưa đó chị này là bị bệnh về thận rồi bị gan nhiều phải không chị ha? À, suy gan, suy tim và suy thận. Suy gan, suy tim, suy thận, nên là bây giờ là gần như là cái việc mà lọc độc nó rất là kém. Thành ra là nó bị biểu hiện ra cái cơ thể như vậy. Nhưng mà không có lây phải không chị? Không, không lây em. Từ nhỏ đến lớn là ở với chị rồi ở với mọi người là không ai bị lây đúng không? Không lây. Như vậy là không phải là cái bệnh ngoài da mà là bệnh từ trong cái trong hệ tiêu hóa, tức là cái gan. Đó. Rồi nó ảnh hưởng ra bên ngoài. Ừ. Cái gan chị cho em qua cái đầu chị chút xíu được không? Dạ. Chị mở cho em nha. À, mọi người coi nè.
không chỉ là tay chân mình mẩy khắp cái cơ thể, cái chỗ nào mà nó càng kín là nó càng bị nhiều hả chị hả? Ừ đúng rồi. Dạ, yeah, là cái mặt này là đỡ nè, cái mặt này là có ít ít bị hơn, nhưng mà trên đầu mọi người coi nè, cái đợt trước á chị ấy còn tóc á thì không thấy được nhiều, nhưng mà cái đợt này cạo rồi á thì thấy là gần như là nó bị chóc lở rất là nhiều trên đầu luôn đó. Mà cái này mình nghĩ là chắc là rất là ngứa, rất là khó chịu luôn. Ngứa lắm nè. Thường là nó ngứa nhiều nhất là vào ban ngày hay ban đêm gì? Dạ, nó ngứa tùy lúc nào cũng ngứa. Lúc nào cũng ngứa vậy ha? Là chị có hay gãi không? Dạ, không dám gãi phải không? Thế là gãi là sợ nó chóc ra nữa đúng không? Chóc nó chảy máu. Dạ, nhưng mà thường á là bị cái này á thì em nghĩ rằng là rất là khó lành đó. Khi mà bị những cái vết thương rất là khó lành. Tại vì nó có tiểu đường mà, nếu mà nó bị vết thương ra là nó sẽ lở ra. Tức là vừa suy gan, suy thận, suy tim, tiểu đường, suy tim. Ừ. Rồi bốn bệnh luôn. Bệnh nào cũng nặng hết trơn á. Vậy đó khi tim nó bị suy nó thở không được á. À, nhưng mà được cái sanh ra hai em bé là bé nào có nhìn cũng được. Hai em bé. Hy vọng là hai em bé là sớm khỏe lại. Từ khi mà có con tới giờ chị có thấy cuộc sống nó vui hơn nhiều không? Thấy sao? Thấy yêu đời hơn phải không? Kiểu như mọi người biết không, chị ấy là bị rất là nhiều bệnh, nên là ở với mẹ từ nhỏ tới lớn vậy á, không có tiếp xúc với lại bên ngoài nhiều, nên là sau khi mà có một cái người con vậy đó, mình nghĩ rằng là nó có thêm cái sự gắn kết đó mày, nó có thêm cái ý nghĩa cho cái cuộc sống của mình. Rồi sau này khi mà các bé lớn hơn chút xíu á, chị có dự định là đi làm để lo cho các con không? Chị muốn làm cái gì? À, một là làm công ty, hai là buôn bán cùng với mẹ thôi đó, chỉ còn hai cách đó. Nói chung này nó cũng tốt nghiệp lớp 12 em. Dạ. Nhưng mà tại vì do cái bệnh của nó như vậy, vô công ty khó lắm, nó vô nó phải đòi ngoại hình tùm lum hết á. Tốt nghiệp cấp lớp 12 là cũng giỏi chứ không phải là bình thường, tức là nhiều người ta chỉ học lớp cấp 1, cấp 2 là người ta làm công ty được rồi. Nhưng có vấn đề là cái sức khỏe chị này không có được tốt, nên là nhiều khi làm công ty á, người ta không có dám nhận. Nhiều khi nhìn thấy vậy đúng không? Mặc dù là nó không có lây nhưng mà ta không có dám nhận. Nó sợ, nó sợ. Tại vì nó có bằng cấp 3 nhưng mà nó không đi làm được, nó có bằng A, bằng B, bằng C uy tín nữa, nhưng mà nó không xin được chỗ nào hết á. Dạ. Bây giờ chỉ có cách là bán thêm cái mặt hàng gì ở đây cùng với mẹ thôi là nó dễ nhất ha. À, ví dụ như bây giờ nếu như mà có mọi người tạo điều kiện cho bán thì có thể bán được mặt hàng gì? Ở đây thì chị có bán cá, bán đồ được. Bán cá ha, bán cá sống thì lại giết cá rồi. À không, bán cá biển thôi. Dạ, bán cá biển là cá chết rồi. Dạ. Thì tâm sự với mọi người luôn ha, thì chị Yến chị cũng chia sẻ mình á là trước kia chị bán gà. Bán gà sống á mọi người, tức là bán gà, bán vịt đó. Nhưng mà sau một thời gian á chị thấy sao? Mà chị nghĩ bán? À chị thấy chị không khỏe, với lại chị đi bán vậy là chị cứ đau đầu hoài. Dạ. Tức là khi mà mình giết hại những con vật á, sau là mình sẽ thấy đau đầu đúng không? Là sau đó là từ những cái cơn đau đầu á là chị nghĩ là chị nguyện là cho chị bán cái khác được, thì chị nghĩ bằng dịch mà chị sang qua chị bán trứng, thì chị bán lai ra thì chị là hết đau đầu. Ừ. Nó rất là lạ luôn mọi người, tức là chị này cũng tức là chị bán rất là nhiều cái mặt hàng khác. Bán những cái mặt hàng sống á, sau rồi chị đau đầu dữ dội luôn, sau là phải nghỉ bán rồi chuyển qua bán những cái mặt hàng mà rau củ quả này thì nó mới hết. Thì mình ghé qua thăm hai bé thì cũng rất là mừng mọi người, nhờ được uống sữa đầy đủ nên là các bé lớn nhanh, hình như là mỗi bé là tăng cũng 300-400 gram á, so với cái đợt trước này thấy cũng đầy đặn hơn rất là nhiều rồi ha. Xíu nữa mình sẽ vào bên trong cái căn phòng trọ của hai bé để mình ghé thăm nha. Bây giờ thì mình sẽ qua này để mà hỏi mấy cô hàng xóm một chút xíu về cái cuộc sống của mấy mẹ con ở nơi đây. Dạ. Chào hai cô nha. Mình ở đây á là cũng là hàng xóm ở đây bán chung luôn ha. Ở đây gì cũng bán trái cây. Ở bên tôi ở chợ cá chứ tôi không có bán vậy chứ. Dạ. Ở đây á thì hai cô thấy hoàn cảnh gia đình của cô Yến cũng như là hai bé như thế nào ha? Thì thấy hai bé đem đi sinh về bên đây thì bây giờ hoàn cảnh cũng khó khăn, cũng mừng cài khổ. Dạ. Chồng bả thì chồng cũng bỏ, rồi gái bả cũng bị chồng bỏ nữa đó. Chồng bỏ. Dạ, phải mặn phải nuôi hơi rồi bà bốn người đang ăn đó. Dạ. Ba mẹ ở chỗ thì tháng cũng chứ mình mướn chỗ ở tháng cũng gần 2 triệu thôi, chứ mấy tháng rồi. Dạ.
Con nghe nói là cái đợt trước mà không có ai giúp đỡ là mấy em bé phải uống nước cơm để sống hả? Đó, vậy chứ cũng có giúp đỡ mà đó, tại chứ tốn tiền nhiều quá. Dạ. Ở thì con chị em người cũng cho 100, 200 gì về đây cũng góp cho người vậy đó. Vài 3 triệu à, mà sống đâu có đủ 200 cho người chút chứ nằm ở dưới bệnh viện là tốn tiền, hai bé tốn tiền quá rồi cũng người ta cho cũng đâu có đủ đâu. Tiền nhà nè, tiền mặt bằng nè, tiền viện phí, tiền sữa này kia mà có một người đi làm thôi. Người làm mà bữa bán được, bữa bán ế nữa, phải là bữa nào cũng bán được hết trơn cũng đỡ. Dạ. Mà em bé trong một cái thời gian qua thì cô thấy phát triển tốt không? Phát triển mau phát từ hôm mà đi lên bệnh viện về tới nay thì dưới uống sữa thấy cháu trương triển uống sữa nhiều, nay cháu càng ngày thấy càng phát càng bóng càng trắng lên này, và trắng đen thui vậy mày đen nay thấy bóng trắng lên này. Dạ. Chắc là hai mẹ con chăm cũng tốt chứ ha. Trời ơi, bả chăm không đó. Giờ về lao mà tắm rửa hả? Tắm rửa thì bà ngoại. Uống sữa khóc của bà ngoại về không đó. Mẹ nó vậy mình mấy mẹ vậy rồi mẹ nó ít có cũng mấy nữa. Mẹ bà nội bà ngoại nó làm không à? Dạ. Bà ngoại nó lo cho nó không à? Bà ngoại sản xuất nhiều hơn. Đi bán cho về cũng lo. Chạy thì lo. Bây giờ chú thấy nhắm mà ở đây mà bán có nhiêu đó, chú thấy bốn người nhắm sao sống không? Đó, chú thấy rõ ràng đó. Chứng dịch bán bữa được 100-200 bữa, khi bán được có mấy chục trứng thì giao này chú loại có nhiêu? 12 bó đó là ta tính 10 bó chú lại được có 2 bó đó. Yeah. 2 bó thì có 10.000 bạc à. Đó. Chú bán hết 12 bó chú lại được 10.000 hết. 12 bó chú đâu được 10.000 đâu. Dạ. Yeah. Thì hôm nay Quốc Chiến cũng muốn ghé qua tận địa phương để mà tìm hiểu cho rõ ngọn ngành cái hoàn cảnh để chia sẻ với mọi người. Thì lúc đó thì mình hy vọng rằng là có thể là có thêm cái sự hỗ trợ cho hai em bé này ha. Có ít nhất là chị Yến cũng tâm sự là chị không có cần nhiều, chỉ cần là làm sao để cho hai cháu có sữa uống được rồi. Còn chị ấy sẽ cố gắng đi làm để mà giúp đỡ cho bà, cho bà cho cháu uống vậy được, cầm cái dụng sữa thôi. Nít thì giờ uống sữa chứ uống cái này kia nọ bậy bạ sao lớn. Thì có sữa mới lớn thôi. Nó chừng 5 tháng rồi cái là nó 5 6 tháng rồi mình cho ăn cháo dặm rồi cũng được. Bộ ăn dặm rồi thì đây mọi người á, thì nãy chị Yến cũng tâm sự mình á là chị cũng cố gắng đi làm để mà lo cho các con các cháu, nhưng mà có điều cái tiền sữa với tả nặng quá. Hy vọng là có thể là có quý vị đó có thể là giúp sữa tả cho em bé một chút xíu ha, để cho em bé có thể là trưởng thành. Tại vì nếu mà không có sữa tả thì bắt buộc là phải uống nước cơm, mà uống nước cơm thì mọi người cũng biết rồi, đâu có đủ chất để mà phát triển đâu, mà hai bé lại sinh non nữa ha. Dạ. Kính thưa mọi người nha, hôm nay thì mình ghé qua bên Đồng Nai để thăm hai em bé. Thứ nhất là để gửi một cái phần hỗ trợ các mọi người để vài bữa nữa em bé đi khám mắt. Thứ hai là để mà gửi sữa cho em bé. Và hôm nay mình cũng ghé qua để mình hỏi một cái tình huống đối với lại mấy mẹ con luôn. Thì mời mọi người theo chân Cúng Chiến nha. Quên. Giờ là hai đứa nó uống no vậy rồi khoảng mấy giờ nó uống lại hả? 3 tiếng. Hôm nay mình ghé qua thực sự là thấy là em bé này rất là đáng thương là mọi người. Tại vì bây giờ thấy cái hoàn cảnh chỉ có bà ngoại đi bán rau thôi. Một ngày lời được khoảng 100-200 ngàn. Mà phải nuôi tới 4 nhân sự. 1, 2, 3, 4. Tức là nuôi 4 người. Còn ba của hai em bé này thì đã không có cái trách nhiệm để mà lo cho con nữa rồi. Bây giờ cái hoàn cảnh rất là khó khăn ha. Bây giờ có thậm chí là có những cái hôm mà không có tiền đó là hai bé này nè phải là nấu cái nước cơm lên để mà ăn, để mà uống, tại vì không có sữa để sử dụng. Thế bây giờ em hỏi chị Yến nha, bây giờ là cái tình hình là nó quá là khó khăn rồi đúng không? Bây giờ em muốn xin cái em bé này về em nuôi. Không, chị không cho. Cho em bớt một em được không? Không, chị không cho. Bây giờ giờ này nếu mà em 50 triệu đi. Chị không cho. Không cho, sao vậy? Bây chị đi xin chị cũng nuôi nó, chị không cho. Đi xin cũng nuôi luôn hả? Nhưng bây giờ nếu mà hai đứa nó ở vậy là nó phải uống nước cơm, nó sống là rất là cực luôn, rất là khổ luôn á. Nhưng bây giờ là cho bớt một bé thì bé còn lại sẽ sướng hơn. Không, nhưng mà chị không cho. Cái nào chị cũng không cho. Cỡ nào cũng không cho. Ví dụ như người ta, ví dụ có người nào đó người ta trả 1, 2, 300 triệu người ta nuôi đàng hoàng luôn, cho tới thăm luôn. Không luôn. Vì sao chị chia sẻ mọi người biết không? Người ta hứa thì lúc đầu người ta hứa như vậy, nhưng mà sau khi em bé lớn mình không thể nào mình thăm được hết trơn, người ta không cho. Dạ. Tức là mình và bằng mọi giá là mình phải lo cho hai cháu đúng không? Đúng rồi. Thì cái này là một cái tình huống mình hỏi chị ấy để xem coi cái phản ứng của chị như thế nào thôi, chứ cũng chỉ làm gì có tiền mà lo cho em nuôi em bé. Như vậy là dù là thế nào là mình cũng phải chăm hai con đúng không?
Bây giờ là cái mong muốn của chị là như thế nào, chị có thể nói cho mọi người biết được không? Chị mong muốn có một số tiền nhỏ nhỏ để chị làm vốn, chị mua bán để nuôi hai bé thôi, chứ chị không mong muốn gì hơn. Ừ. Trong trường hợp như mà mọi người không thể giúp tiền được thì ví dụ như chị có mong muốn gì cho hai cháu không? À, chị giúp sửa với tả cho bé cũng được. Dạ. Đây, bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong cái nhà trọ để mà thăm cái chỗ của hai em bé ha. Bữa giờ là chị ẵm đi vậy á, có khi nào người ta hỏi xin em bé không? Cũng có người hỏi em nhưng mà chị nói cho em sao. Người ta hỏi sao? Người ta nói hai đứa cho bớt đứa đi à, cho đỡ khổ, nhưng mà chị nói không, cỡ nào chị cũng nuôi không cho. Nói chung á là em bé chị có thể nào tốt nhất á là khi ở với lại người thân của mình thôi, ở với ông bà, ở với cha mẹ mình thôi. Chứ còn ở với ai mình cũng cảm thấy không yên tâm đúng không? Mày cũng... Cho mình nhìn. Dạ. Nhưng mà chị nói thì khó, nên mà ta nuôi lớn được nghèo không có nhìn được đâu. Dạ. Vậy nó ở đâu quen đó à, chứ còn có không có còn ấy với mình nữa. Bỏ mà luôn là khổ nghèo. Dạ. Gặp bà tới chưa chị? Đâu lại xem. Lại đi vô. Cái chỗ trọ thuê này nè. Dạ. Chưa ngủ bà đây ở gần nữa, có gì mình tiếp bà. Cặp đồ cặp tiền này nha. Ở đây được cái phòng trọ cũng rộng rãi mát mẻ ha. Lấy cái để cho em. Ở đây người tớ không mát lắm. Dạ. Không hành, không hành gì đâu khác. Không có bốn cái đó được mà. Thôi bây giờ cho em bé nằm xuống nghỉ ngơi. Đại nằm đỡ chợ tại nó không được, khổ quá không được. Nằm đỡ đi là sữa. Cho chú quay. Con xin chào không? Cho con không rớt luôn, mà đi trên đầu em mày. Rồi, đã mang ra cho con mát, nóng quá xài luôn. Nóng được quạt lên bé. À, nó bột ra. Vô tận nơi rồi nha mọi người. Thì mình mà muốn hỗ trợ cho ai á, mình phải đi tận nơi tìm hiểu tận gốc tận rõ. Dạ. Đây cho hai bé bắn nè. Dạ, hầu ông chú đồng bà con. Dạ con. Hầu chú đồng bà biết bắn bắp bắp. À bắp bắp hả? Trời ơi. Để cho. Phải lựa nữa. Rồi, cho con nè. Rồi, cái này chia cho hai đứa luôn ha. Còn bốn cái. Rồi, cho con nè. Bỏ vô con bịch cho luôn. Hai bé nãy giờ là nhiệt tình tiếp sữa cho hai bé này là phải thưởng. Đấy, chị ngồi đây luôn chị. Rồi, hôm nay thì mình mang tả với sữa cho em bé ha. Cái này là của chị Jenny Hồ. Một bịch tả vậy là xài được bao lâu chị hả? À, một bịch tả chắc được 10 ngày. 10 ngày. Gần 2 tuần. Ở đây là sữa cho em bé ha, 4 hộp. Thì cứ chắc cũng muốn được 1 tháng đó, rồi bữa sau mà có dịp thì cũng chiến lại ghé qua thăm ha. Trước mắt là để cho từ nhỏ nó không có bị phải uống nước cơm cái đã. À, đây nữa, chị Jenny Hồ có tặng riêng cho bé quần áo. Hôm nay mở ra cho mọi người coi luôn ha. Quần áo mới cho mấy đứa nó mặc, chứ bữa trước là thấy mặc quần áo cũ của mấy đi xin nó sao mà thấy rộng quá trời rộng à. Đây. Rất là nhiều ha, chị cứ tranh thủ mặc cho bé đi, chứ còn mà để già lớn lên là mặc không kịp đâu nha, đừng có để dằn nha. Mấy cái này là đồ nhỏ xíu á, size số 1. Mình cũng phải tranh thủ mình chạy qua gấp gấp để cho mấy bé mặc, chứ còn để lớn chút xíu nữa là sợ mặc không vừa. Mấy cái này là mấy cái đồ cũ cũ chị bỏ hết ha. Cái này chị giặt xong rồi chị cho mấy bé mặc nha. Đây là có mũ em bé nè. Này là có khăn sữa em bé nè. Và rất là nhiều quần áo. Đây là có áo dài để mặc đêm nè. Rồi có áo ngắn để mặc. Này là có size số 2 nha chị. Size số 2 là để mặc sau. Size số 2 nè. Cái này chắc size số 1 nè. Hai cái này là số 1 mặt trước, hai này mặt sau ha. Với lại hôm nay thì mình qua mình cũng sẽ gửi cho chị ấy một số tiền để mà đưa
con đi đưa cháu đi khám bệnh nữa, là tổng cộng là 1.800.000. Thì cái số tiền này là mình không có kêu gọi hay tiếp nhận gì cả, nhưng mà mọi người xem video thì mọi người nhờ mình trực tiếp mình gửi cho chị ấy, thì mình sẽ gửi cho chị ấy ha. Gồm có chị Đỗ Thị Thuận là gửi 1.000.000 đồng, anh Nguyễn Hữu Thiện là gửi 200.000 đồng, chị Tím Lục Bình là gửi 500.000 đồng, và một chị giấu tên là gửi 100.000 đồng, tổng cộng là 1.800.000 ha. Thì cái này em xin phép gửi cho chị để mà vài bữa đem em bé đi khám nhé. Dạ chị xin cảm ơn mấy chị khám. Dạ thì cũng thay mặt, chắc chị cũng đang xúc động hay sao mà thấy khó thở vậy. Chị đừng rung quá. Sao rung? Nói chung là từ hồi nào tới giờ mới có ăn như vậy thì chị cảm thấy rung. Dạ. Tức là hồi xưa giờ mọi người là chị ấy á, gồng gánh để mà lo cho các con rồi lo cho cháu, gần như là chỉ có một mình chị ấy đương đầu, thì hàng xóm láng giềng cũng giúp nhưng mà chỉ có một cái phần nhỏ thôi, gần như là có những cái lúc rất là bất lực đúng không? Thì hôm nay là nhận được cái sự hỗ trợ của mọi người, mặc dù là cũng chưa có nhiều nhưng mà nó cũng là cái động lực cho chị đúng không ạ? Chắc chị cũng đang xúc động nên là mình cũng thay mặt chị gửi lời cảm ơn tới chị Jenny Hồ cũng như là toàn thể khán giả đã xem kênh, đã ủng hộ cho mấy mẹ con và các cháu ha. Thì hy vọng rằng là sắp tới mọi người sẽ hỗ trợ thêm cho mấy mẹ con để có cái sửa tả để lo cho các em bé này có thể là lớn được. Thì cũng rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng với lại chương trình Hữu Chiến. Bây giờ thì video cũng đã dài rồi, chắc là mình xin phép là khép lại tại đây ha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chị chào mọi người đi. Xin chào mọi người.